Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Chị Lệ Thường của em ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì sáng giờ mọi người đã thấy Đại Nam võ trận như thế nào rồi, mọi người cũng đã hiểu rồi mọi người. Thì bây giờ là 2 giờ rồi mọi người, 2 giờ rồi. Thì còn chỉ gần 4 tiếng đồng hồ nữa là chúng ta sẽ được gặp mặt một người phụ nữ mà chúng ta đang yêu quý rất là nhiều, đó là cô Nguyễn Phương Hằng. Thì bây giờ em cập nhật cái tình hình lúc 2 giờ cho mọi người xem. Thì đây là ngã tư Lê Chí Dân, cổng sau của Lê Chí Dân, cổng sau của Đại Nam nha mọi người. Lê Chí Dân đó, và bên kia là cái cổng của Đại Nam. Thì mọi người đã thấy hàng trăm hàng ngàn người đó, gọi là hàng người, hàng triệu, hàng ngàn nha mọi người, hàng ngàn hàng triệu chứ không còn dùng hàng trăm nữa. Rất là nhiều đó quý vị khán giả, cũng như là những người yêu mến của Nguyễn Phương Hằng và dẫn con cái và gia đình tới tham quan du lịch đi chơi. Thì mọi người thấy không, rất là đông, và phía đầu đường Lê Chí Dân ngoài kia là kẹt xe rất là nhiều mọi người. Đó, bây giờ tình hình giao thông rất là đông đúc, gọi là kẹt xe. Thì bây giờ em sẽ quay toàn bộ cái khung cảnh tại đây cho mọi người xem. Rất là nhiều cô chú anh chị đó đang đứng chờ xe nè mọi người, trong quán cà phê thì tấp nập đó. Mọi người có thể thấy không, rất là đông. Mình không ngờ là bữa nay Đại Nam võ trận như thế này cô chú anh chị, rất là đông đó. Thì không biết là chiều nay có đủ chỗ ngồi để cho quý vị khán giả tới giao lưu cùng cô không mọi người. Thì bây giờ mình đó, cái điều đó rất là đáng lo mọi người. Với lại em thông báo cho cô chú anh chị, đi đến Đại Nam vui chơi thì đây là cái cơ hội để cho những cái bọn xấu xa mọi người. Tại vì hồi sáng giờ em thấy có hai trường hợp em tận mắt mà chứng kiến được, nghe kể lại là bị giật dây chuyền của chú chị. Hồi nãy gặp một người phụ nữ bị giật dây chuyền khóc, đứng khóc cái tội nghiệp lắm mọi người đó. Thật sự bây giờ những cái thành phần xấu xa nó lợi dụng cái cơ hội mà đông đúc như thế này để nó vô, nó dở những cái trò như là giật dây chuyền, móc túi, giật điện thoại. Nên cô chú anh chị đi chơi mọi người phải cẩn thận và đừng mang theo vàng dòng trên mình nhiều nha mọi người đó. Có điện thoại thì phải cần cho cẩn thận đó, nếu mang dây chuyền thì phải mang cho ok mọi người đó. Những cái thành phần cứ lặng lặng vậy rất là nguy hiểm nha cô chú anh chị, mình không biết như thế nào đó. Thấy mình cầm cái điện thoại cũng lặng, thấy ghê quá. Thì bây giờ nói chung là quay video mà đứng ngoài đường cũng rất là sợ nha mọi người. Hồi nãy Đại Nam bị giật ở ngay cái cổng ngay chỗ vô trường đua đó mọi người. Cái chỗ đó là hồi mau giờ là bị hai vụ ở chỗ đó rồi nha mọi người đó. Nãy mình nhìn rồi, chị đó bây giờ cộng dây hai chỉ mấy cái cổ chị bị trầy luôn á, nhìn rất là tội mọi người. Nguyên gia đình đi chơi từ Củ Chi đó, bắt xe lên đây đi đó, mà không ngờ khi mà đi vào thì các cô chia sẻ là đông người quá đi không nổi mọi người, rất là mệt, và ra ngồi uống nước. Thì trong khi ra thì có một người chị phụ nữ đi chung nhóm thì đã bị giật sợi dây chuyền hai chỉ mấy, rất là đau luôn mọi người. Nhìn chị khóc mà thấy tội lắm đó mọi người, thấy không, bây giờ hai giờ mấy chiều mà trời vẫn còn rất là nắng, và hàng trăm hàng triệu người đó vẫn cứ ở trong ra thì ngoài vô mọi người, liên tục. Nói chung là cái bãi đậu xe em đã cập nhật cho cô chú chị, thì cô chú chị cũng đã thấy rồi, một cái bãi đậu xe như vậy mà full luôn, không có chỗ đậu. Thì cô chú chị thấy những xe hơi đồ đậu ngoài đường rất là nhiều, hai bên đường, để em quay em chia sẻ cho mọi người nè. Thì cho cô chú chị thấy cái phong cảnh ở trước cổng Đại Nam như thế nào đó. Bây giờ hướng đi là phải chỉ đi hướng này chứ không cho đi vô hướng này mọi người đó, mọi người thấy không, rất là nhiều luôn đó mọi người, thấy không, quá trời khủng khiếp đó. Xe thì bây giờ đậu kín mính hai bên đường luôn đó mọi người, thấy không, đi qua như thế này cũng rất là nguy hiểm nha mọi người. Nhưng mà cũng ráng để cập nhật cái tình hình cho mọi người xem đó. Bán áo cô Hằng mọi người thấy không, áo hình in hình cô Hằng rất là nhiều luôn nè, để em vô em quay sơ cho mọi người xem đó. Đây là những cái hình ảnh của cái người phụ nữ mà mọi người đang yêu mến nè đó, cô Nguyễn Phương Hằng. Đó, quá trời luôn, 100k đó. Mọi người thấy cái cổng rất là đông đó. Thì mọi người hạn chế tụ tập cùng nhóm để mặc những cái áo như vậy nha mọi người. Tại vì nói chung á, như vậy thì nó gây ảnh hưởng rất là lớn trong cái thời điểm này nha mọi người. Những cái bọn xuyên tạc đó, nó sẽ dùng những cái hình ảnh này để nó gọi là chống phá cô. Nên mọi người phải cẩn thận đó. Mọi người hạn chế tụ tập cũng như là quá khích để la lên, hô hào la quán đồ lên, mình không được làm như vậy nha mọi người đó. Thì em có thể chia sẻ cho mọi người hai bên đường ở khúc ngoài nha mọi người, cái này là ở ngoài Đại Nam nha mọi người
Đó, cái đường này là cái đường Nguyễn Đức Cảnh. Thì cái đầu đường Nguyễn Đức Cảnh với là chỉ dân là cổng Đại Nam đó của chú anh chị. Đó. Thì xe hơi đậu hai bên đường dài hàng cây số chứ không phải là một chút đâu mọi người, dài lắm. Đó. Thì bây giờ em sẽ đi quay cho mọi người xem cái tình hình giao thông lúc này. Đó, hồi nãy cũng có mấy chị khán giả gọi em, bây giờ tình hình ở đây là như thế nào, giao thông ra làm sao thì em sẽ cập nhật cho mọi người xem. Và đây có những cái quán cà phê nè mọi người, thấy không? Quán cà phê xe hơi cũng mượn chỗ đậu rất là nhiều. Hả? Rất là đông luôn. Quán cà phê giữ xe luôn, nhà bây giờ giữ xe. Chứ trong Đại Nam là full chỗ. Gọi là vỡ trận, thật sự là vỡ trận mọi người. Không thể nào mà chứa nổi. Cái sức chứa của Đại Nam rộng cỡ nào mà cô chú anh chị biết, không thể chứa nổi. Mọi người thấy không? Em đi nãy giờ vã mồ hôi luôn, nhưng mà xe hai bên đường đậu. Mọi người thấy không? Bữa nay là những người dân ở đây cũng có thu nhập từ cái nguồn kinh phí giữ xe nha mọi người. Đó, nói chung là rất là nhiều xe. Đó, mọi người thấy nhà cũng giữ xe rất là nhiều luôn. Đại Nam rất là rộng nhưng mà không chứa nổi. Giữ xe. Đó, quá trời chỗ giữ xe luôn. Đó, xe hơi đậu hai bên đường thì cô chú anh chị thấy quá là khủng khiếp. Tại vì mấy bạn kia chia sẻ ở trong không mọi người. Ở trong thì cô chú anh chị xem trực tiếp khá là nhiều đúng không? Còn là người và người thôi. Đó, đi thậm chí như có những cô chú anh chị lớn tuổi đi đâu có nổi mọi người. Đi mệt lắm, đông. Và ngày hôm nay nó full rồi, đông quá không có thể nào mà lấy xe điện để di chuyển chở người đi được. Tại vì người dân người ta đi đông lắm, đi gọi là bích đường luôn. Nên không có đi được. Trời ơi trời, mình nhìn xe mọi người thấy không? Xe bây giờ chỉ đậu hai bên đường mà nó dài như vậy. Mình có chú anh chị biết cái người mà yêu thương cô hàng cái mức độ nào mọi người, khủng khiếp, quá là khủng khiếp. Thì mình quay mình chia sẻ những cái hình ảnh này, chắc là những cái con lương đó mọi người, những cái thằng mà đã phá, những cái người mà đang công kích cô hàng chú Dũng cũng như Đại Nam, thì chắc chắn những người này không thể nào mà tin vào mắt mình nữa, thì tự giả vô mặt mình đúng không cô chú anh chị. Nói là Đại Nam đổi chủ hay là ông Dũng lòi voi rồi bà Nguyễn Phương Hằng đổ nợ rồi mắc nợ hàng ngàn hàng trăm tỷ rồi, nó quá là phi lý, nó quá là vô lý. Đó, mọi người có thể nhìn thấy này. Đó, hai bên đường xe đậu hàng mấy cây số chứ không phải là sao mọi người. Thôi đi vô lề đi, đi ở ngoài nó chạy ngang nó sớt cái điện thoại cái là nghèo nữa, nghèo lại qua nghèo nữa cô chú anh chị. Đó, giữ xe đó mà thấy không, anh giữ xe anh đeo vàng đeo vào đó, bán đầy đủ đó, ai đói bụng thì ra mấy cái đường này để kiếm ăn nè mọi người, kiếm đồ ăn rất nhiều. Đó, ngày hôm nay mọi người thấy full em đi nãy giờ quý vị thấy hơn cây số xe vẫn còn đậu. Đó, quá trời quá đất trong này, trong hẻm đó nè. Mình không thể tưởng tượng nổi, mình không thể tưởng tượng nổi luôn, quá trời quá đông. Chưa đâu mọi người, lát chiều mà vô Đại Nam đó thì cô chú anh chị là không có đường đỡ nha mọi người, không có đường đỡ. Thì bây giờ anh chị nào mà có đi thì tranh thủ nha mọi người, chứ tình hình kẹt xe này là rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Mọi người thấy không, đất trống là giữ xe, có đất trống là giữ xe thôi. Đó, đông dữ lắm cô chú anh chị. Mọi người đi mà vã mồ hôi luôn mọi người thấy không, vã mồ hôi mà vẫn còn xe nhiều lắm, nhiều lắm cô chú anh chị. Đó, nên cái này mình đi nó mệt mọi người, nhưng mà rất là vui nha cô chú anh chị. Đó, mọi người thấy xe nó đậu dài vậy dài này, mọi người thấy không? Em đi nãy giờ muốn xệ giò em luôn mà vẫn còn xe, em đi nào tới hết xe em mới quay lại. Đúng không mọi người? À, xe này là xe khách vô Đại Nam, không nói bây giờ tài xế mới kiếm chỗ đậu trong cái đường này mà cấm đậu xe nó là toàn. Đúng không mọi người? À, trời quá là đông. À, mọi người thấy không, đi nó mệt rồi, nãy đói bụng quá, ăn hết ổ bánh mì, uống ly cà phê
chạy nước suối sáng giờ. Nói chung là cũng khá là mệt nhưng mà rất là vui để chia sẻ những cái thước phim đầy kỷ niệm để cho mọi người xem. Đó. Chiều nay sẽ tiếp tục cập nhật cái hình ảnh cùng với ngân hàng cho mọi người. Rồi thì bây giờ nó cũng hơi vắng xe rồi, thì em kết thúc clip tại đây. Mọi người kính chúc cô chú anh chị xem clip vui vẻ, nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn chuông đăng ký và cũng like video. Mọi người rồi một lần nữa cho em chào và hẹn gặp lại, hẹn cô chú anh chị vào video sau tiếp tục. Ok, bye bye mọi người nha.